Hôm nay mình sẽ học tiếp theo cái phần thiết kế và lắp đặt. Phần 1.6.2. Rồi, yêu cầu thiết kế bếp đối với việc lắp đặt ở khu vực. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp đặt ở khu vực nhà kho. Rồi, hôm trước thì bạn nào có trả lời cho thầy là nhà bếp có mấy kho nhớ không nào? Thưa thầy, nhà bếp có 3 kho. Rồi, kho gì nè? Kho đông lạnh, kho thực phẩm và kho gì đó em quên mất tiêu. Kho đựng rau củ quả đúng không thầy? À, nếu mình ok thầy cảm ơn em. Kho nếu mà bạn nói đúng hơn á là mình sẽ là kho đông, kho mát và kho gia vị ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ nói về chung về kho ha. Thì đối với kho nè, đầu tiên là vị trí kho. Thì nhà kho là nơi được bố trí tiếp giáp với khu nhận hàng và khu chế biến để có thể di chuyển dễ dàng hàng hóa một cách dễ dàng hơn. Thì đây là cái việc mà nó sẽ logic hơn trong việc mà mình chế biến món ăn. Và mục đích việc mà mình bố trí nó liền kề như vậy mấy em, thì dẫn đến việc là mình nấu nướng món ăn sẽ nhanh hơn và dễ kiểm soát hơn. Và định viên nhân sự trong bếp nó hợp lý hơn nữa. Thì đặc điểm của kho ha, đặc điểm của kho, bất kỳ kho gì thì thứ nhất là nó phải khô ráo nè, thoáng mát, thông gió tốt. Và chú ý đến việc là phòng chống chuột, gián, kiến và côn trùng. Và đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến độc ẩm mà. Nếu như chúng ta không kiểm soát được cái việc này. Mà trong món ăn là đại kỵ nhất là những cái vật thể lạ nằm trong một dĩa món ăn khi phụ khách. Thì nhẹ là có thể là chúng ta là đền tiền hay phạt đó, nếu nặng ha mà dẫn đến mà liên quan tới sức khỏe con người, đôi khi cái cơ sở này có thể là đóng luôn nha mấy em, nha, đóng luôn giấy phép kinh doanh. Thì nhà kho thì phải được sắp xếp theo thứ tự ngăn nắp, nguyên liệu khô tươi phải được bố trí riêng biệt ra từng khu vực. Việc mà sắp xếp thứ tự ngăn nắp như vậy mấy em thì làm cho cái người mà quản lý kho họ sẽ kiểm soát được việc gì nè, việc gì mấy em, là làm cho cái thực phẩm chúng ta sẽ được sử dụng tính liên tục, hàng nhập trước sử dụng trước. Và nguyên liệu tươi, nguyên khô phải được tách biệt. Vì như vậy nó sẽ làm cho thực phẩm chúng ta... Nó sẽ... Chúng ta hiểu về cái tổng chi phí. Tổng chi phí đó là... Alo? Alo? Dạ thầy, tiếp tục với thầy. Tại bạn mở mic cái nó bị tiếng khác vô thầy. À, rồi, rồi. Thầy tưởng là thầy đang bị nhiễu cái gì đó. Dạ, dạ. Thì khi mà chúng ta phân biệt được thực phẩm tươi, thực phẩm khô riêng biệt như vậy thì mục đích nó của nó là tránh nhiễm khuẩn chéo, tránh va chạm lẫn nhau ha. Rồi thì trong các kho của mình á, mình hiểu ha, là kho lương thực, kho khô và kho gia vị. Thì nói tới kho là chúng ta phải có giá để thực phẩm. Và cái giá này mấy em là nó phải cách mặt đất đó nha, tức là từ dưới đất đi lên mới làm cái giá là tức là hai cao 20 cm, cách tường tức là từ trong ra ngoài ha là 30 cm, cách trần là 50 cm. Và sắp xếp riêng biệt sạch bẩn và thực phẩm có mùi và thực phẩm dễ bắt mùi tách biệt nhau. Kho bảo quản
Nguyên liệu tươi sống thường thường là gồm thịt, cá thì phải trang bị tủ đông à, cần phải chú ý nhiệt độ là âm 18 độ và độ ẩm phải bảo quản thực phẩm tốt. Vậy theo mấy em tôi hỏi nha, khi đi thi mấy bạn gặp cái câu này nhiệt độ bảo quản tủ lạnh là âm nào là lạnh hơn, ví dụ như là âm 18 và âm 20, cái nào lạnh hơn mấy em? Dạ, âm 18 này. Âm 18 lạnh hơn âm 20 đúng không? Phải không nè? Dạ đúng ạ. Đáp án sai ha. Nếu mà thầy đang nói là lạnh hơn, được chưa nè, là âm 20 nó sẽ lạnh hơn âm 18 nha. Cái số mà nó càng càng lớn nữa thì mình sẽ được hiểu là gì mấy em, càng âm hơn thì sao, nó sẽ nhỏ hơn đúng không, mà nhỏ hơn là âm 20 đó, nó lạnh hơn á, được không nè. Còn khi nào mà cái đề mà nó ra cái số liệu trong đó nó âm 18 độ đó, mấy bạn chọn âm 18 độ, hiểu không nè. Rồi tiếp theo, đối với kho chứa các loại rau củ quả tươi không mát thì bảo quản nhiệt độ là phải 5 độ và rau phải được sắp xếp trải rộng trên giá, không đặt trực tiếp xuống sàn nhà nha, và không chất đóng, thì làm như vậy nó sẽ tránh được cái hiện tượng là bị dập úng. Và với nhiệt độ này ha, là 5 độ á, thì rau nó sẽ giữ lạnh được lâu và nó sẽ lâu úa. Riêng đối với các loại phô mai, trứng, sữa thì bảo quản nhiệt độ của nó sẽ là từ 3 đến 5 độ nha mấy em. Vì nhiệt độ đó thì phô mai nó sẽ lâu hư hơn. Còn nhiệt độ chung trong cái kho kho mát là 5 độ. Rồi, chúng ta sang cái phần tiếp theo, phần B là yêu cầu thiết kế và lắp đặt đối với khu vực sơ chế. Về vị trí nè, nhớ nha. Về khu vực sơ chế trong nhà bếp thì đối với một cái đơn vị nhỏ thì nó chỉ là một cái bàn hay một khu vực nhỏ thôi, nhưng mà đối với khách sạn mấy em cấp và cỡ 4 sao 5 sao trở lên thì nó là một cái phòng sơ chế, nó không giống như là một phòng bếp gì đó mà là phòng sơ chế. Thì nơi đây sẽ không tham gia nấu nướng nha em, nhưng cái phòng này nó sẽ được bố trí thuận tiện với kho và nấu bếp, tức là sao, nó liền kề nhau nha, cái phòng này nó sẽ liền kề nhau. Thì diện tích của nó là tùy thuộc vào quy mô và điều kiện có sẵn, hoặc là cái đặc điểm của một cái bếp đó đó à, có thể là người ta cho cái diện tích của phòng sơ chế này là nó nằm cả một phòng nằm cái bên, hoặc là nằm trong một cái khu vực bếp luôn, nhưng mà phải đảm bảo được là bố trí thuận tiện với kho và bếp nấu à, và mục đích là chúng ta thao tác cho nó nhanh gọn lẹ. Và chỗ để của nó là phải làm sao chúng ta phải tách biệt được khu sơ chế thực vật, khu sơ chế động vật và nguyên liệu khô. Tức là một bên là sơ chế rau và một bên sơ chế thịt đó nha em, là chúng ta phải tách biệt nha. Nếu trong một cái nhà bếp mà nhỏ nó không đủ rộng để mà làm được nhiều khu như vậy thì chúng ta sẽ làm được cái việc là sơ chế thịt xong vệ sinh sạch sẽ xong rồi sơ chế rau ha. Chứ chúng ta không được để là trong một cái bồn mà sử dụng một lúc hai hai việc ha. Và chỗ để thực phẩm trước và sau phải được làm sạch, tức là đối với khu sực sơ chế này nó phải đảm bảo luôn luôn là sạch sẽ nha em, trước
là sạch như thế nào, là sau khi chúng ta làm qua thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ chỗ đó. Rồi đối với khu vực mà để chỗ để thiết bị và dụng cụ, chỗ để cho nhân viên đi lại và làm việc, thiết kế bồn rửa, bàn sơ chế, bắt buộc những cái chất liệu này là phải được làm bằng inox. Thì hôm trước thầy nói rồi ha, một cái bếp mà được thiết kế tất cả các thiết bị trong đây bằng bằng inox á, là thứ nhất là nó mang cái tính là hiện đại, thứ hai là tiện lợi, vệ sinh dễ dàng hơn, tuổi thọ kinh tế dài, dễ tháo ráp và lắp đặt, và giá để thực phẩm là phải phân ra được nhiều tầng, thoáng và khô ráo. Đây là một số hình ảnh nói về trang thiết bị dùng cho khu vực mà sơ chế nè em. Bồn rửa chúng ta mấy em thấy không? Trên đây nó có cái hình nè, rửa 1, rửa 2, rửa 3. Và là chúng ta sẽ phân biệt được là rửa rau, rửa thịt. Đây là hình ảnh nhân viên làm khu vực sơ chế. Rồi, chúng ta xem tiếp phần tiếp theo là phần C, khu vực bếp nấu. Thấy à, cái hình ảnh nè, đây là một cái khu vực bếp là sạch sẽ, thông thoáng, gọn gàng, và tất cả các thiết bị và dụng cụ đây mấy em thấy không, toàn là inox. Rồi về vị trí nhà bếp thì nên bố trí nó tiếp giáp với phòng sơ chế và phòng phân phối thực phẩm. Ở đây mình dùng phòng là có thể là nó là mình được hiểu nó giống như cái bếp này khách sạn đúng không em, hai cái phòng sát bên nhau. Còn đối với một cái bếp nhỏ thì nó sẽ được bố trí tiếp giáp với khu vực sơ chế và khu vực phân phối thực phẩm. Rồi diện tích bếp ở đây thì nó phải đủ rộng. Còn khoảng cách giữa bàn làm việc với các lò, cái bàn làm việc đây là gọi là cái bàn mà chúng ta thao tác của mình đó, thì diện tích của nó bắt buộc phải là cách từ 1,2 đến 1,5 m, khoảng cách từ tường đến lò, tức là từ trong vách tường của em tới lò. Thì cái mấy em thấy nè, cái bếp này nó được xây chính giữa, xây chính giữa. Lớp cho thầy hỏi nha, dạng bếp mà được thiết kế xây chính giữa, đây là dạng bếp như thế nào ạ? Bạn nào mạnh dạn trả lời thầy câu hỏi này. Mấy em có nghe thầy nói không? Dạ nghe thầy. Rồi em hiểu câu hỏi của thầy không? Dạ em hiểu mà em biết trả lời như thế nào. À dạ em cũng hiểu mà em không biết trả lời sao. Thầy ơi, thầy đọc lại câu hỏi cho em hồi nãy em đi ra ngoài. Dạ yeah. Thầy nói, đang hỏi là tại sao mà các khu vực mà chế biến, tức là nấu nướng đó, nấu nướng món ăn á, mà được thiết kế nằm chính giữa cái nhà bếp, thì cái dạng thiết kế này mình được hiểu nó giống như là dạng thiết kế kiểu gì? Dạ thầy, như là bếp một chiều á thầy. Không, bếp một chiều là em thiết kế nó sát tường hoặc là chính giữa nhà thì nó phải tuân thủ theo quy tắc một chiều. Thì cái bếp này là cái hình trên đây nè, nó vẫn là bếp một chiều, nhưng mà mấy em từng biết những cái bếp giống như bếp nhà mình đi hoặc chỗ làm mình đi, thì cái bếp này thiết kế là nó sát tường đúng không? Ý thầy đang hỏi là bây giờ tại sao cái bếp này nó thiết kế chính giữa, thì nó có ý nghĩa chính giữa là dạng thiết kế dạng nào mà, hiểu không nè? Dù thiết kế dạng nào đi, từ chính giữa nhà bếp hoặc là sát tường, thì diện tích của nó cũng phải đảm bảo được số này nha em.
Diện tích từ bàn làm việc với lò là từ khoảng 1,2 tới 1,5. Nếu mà cái bếp mà được thiết kế mà giữa tường á, thì bàn làm việc sẽ nằm chính giữa. Còn cái này là cái bếp được chính giữa, bàn làm việc thì sát tường. Ha. Thì thầy sẽ nói luôn, với cái dạng bếp mà được thiết kế mà nấu chính giữa như vậy, bàn làm việc nằm sát tường, thì mình được hiểu là bếp được thiết kế theo dạng bếp ốc đảo hay là dạng kiểu đảo. Tức là sao? Nó nổi lên ha, cái dạng bếp nó chính giữa, xung quanh là khu vực làm việc. Ha. Và đây cũng là một cái câu mà đáp án dành cho công ty luôn đó. Nhìn cái hình đoán kết quả đây là bếp dạng mô hình nào ha? Rồi, chúng ta sang phần D. Khu vực rửa dụng cụ. Tức là cái khu vực này là hôm trước thì chúng ta theo nhìn cái hình đó, là cái khu vực này được vẽ nằm bên ngoài khu vực nấu nướng và chế biến. Rồi, vị trí của nó thì sẽ được bố trí thuận tiện với khu vực thu gom và vận chuyển dụng cụ. Mình hiểu đây là chén bát hay là khay sau khi rửa xong đến nhà bếp. Và diện tích khu vực này nó phải đủ rộng và có bồn rửa, máy rửa, dụng cụ rửa thức ăn thừa, vân vân ha. Đây là hình ảnh dành cho khu vực rửa dụng cụ này. Mấy bạn thấy cái anh đội nón thấp nhất không? Màu trắng ha. Thì ảnh đang đứng rửa nè. Thì cái khu rửa của ảnh nè. À, đây là trong một cái bếp này. Bếp dạng ốc đảo. À, kế bên là có cái hệ thống nấu nè. Đó. Là bên mình rửa xong mình qua đây là cách để đâu đó ha. Kế bên là nấu. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo 1.6.3. Mình sẽ làm quen với loại các mô hình bếp. Các bạn đi bài kịp không? Lớp ơi. Dạ kịp thầy ơi. À, có chép bài không vậy? Em có chép bài không? Dạ có chép lại đây. Mình lại đúng không? Dạ. Em chờ thầy chút xíu nha. Rồi, về các mô hình bếp nè. Việc thiết kế mô hình bếp thì phải phù hợp với bằng kinh doanh ẩm thực là điều kiện cần thiết. Nhưng mà có một số bạn đang có quy định là muốn mở một cái nhà hàng hoặc là đối với một cái việc mà thiết kế làm cho cái nhà bếp mình đó. Ví dụ như bạn là người tư vấn đi. Ha, bạn tư vấn cho người ta để mà bạn... ví dụ như nghề thầy đi, là đi set up một cái bếp. À, thì trong đầu của bạn phải có kiến thức về mô hình bếp dạng nào. À, tức là thầy đang nói là mình thiết kế dạng bếp theo kiểu Âu nè, hay là kiểu Á nè, hay là dạng fast food nè, à, vân vân. Thì mấy em phải hiểu được là gì? Chúng ta phải thiết kế bếp theo quy tắc bếp một chiều. Dù là bếp Âu hay bếp Á, bếp Việt. À, fast food thì như vậy. Nó đều phải tuân thủ theo
quy tắc bếp một chiều. Thì có nhiều dạng để mà chúng ta vẽ được cái bếp, để mà chúng ta thiết kế cho phù hợp ha. Cái phần này thầy sẽ lướt qua nhanh cho các bạn chút xíu. Là khi mà để mà làm ra một cái bếp đẹp á, thì mình phải cần cân nhắc tới một cái thiết kế, lựa chọn làm sao ra một ý tưởng để gì? Mình tận dụng tối đa cái không gian trong nhà bếp và công năng của nó. Thì khi các bạn làm như vậy á, thì khách đông chúng ta mới xử lý được cái việc là giải bài toán công năng. Là với một cái lượng nhà hàng đang full như vậy nè, các bạn phục vụ trong giờ cao điểm ha, là chúng ta sẽ làm sao mà nhanh nhất có thể để tránh tình trạng là phục vụ quá lâu. Thì mấy em biết rồi, thiết kế ra một cái bếp ha, làm cái việc rất là tốn tiền và rất là nó mang yếu tố là sống còn của doanh nghiệp. Cho nên khi mà thiết kế này mấy em thì cũng phải cần có sự tham gia của bộ phận thiết kế, xây dựng, thợ điện, thợ nước và kể cả là đội ngũ làm bếp ở đây. Nó liên quan tới việc là xử lý môi trường về chất thải, rồi nguồn điện, vân vân, nhằm mục đích là làm sao đem lại cho cái sự mà an toàn cho người lao động tại đây. Thì mục đích của việc thiết kế bếp mà hiện đại á, thì chúng ta sẽ nghĩ ra được nhiều nhiều cái. Thứ nhất là thiết kế nhà bếp làm sao nó phải tiện nghi và tiết kiệm năng lượng, điện, nước, ga, vân vân, và diện tích bếp phải phù hợp với công năng của nó. Với cái phần này mấy em quan tâm giùm thầy về thiết kế bếp sau đây. Thì nếu mấy em là người chuyên bếp ha, khi các bạn mà thiết kế về các mô hình bếp á, thì các bạn cần trang bị cho mình những các kiến thức về sau đây trong cái nhà bếp. Thứ nhất là các bạn phải thiết kế được một cái bàn trong việc chuẩn bị thực phẩm. Thì cái bàn này là bạn sơ chế hay là bạn làm gì đó. Về thiết bị điện hoặc ga cho việc nấu ha, là chúng ta có thể là dùng các thiết bị là nấu bằng ga hoặc có bằng điện. Và thiết bị lạnh, thiết bị đông, thiết bị dọn rửa, chẳng hạn như máy rửa chén mấy em ha. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với các mô hình bếp, và chúng ta sẽ có bốn cái mô hình bếp căn bản sau đây. Mô hình đầu tiên là mình sẽ làm quen cái mô hình làm bếp theo dây chuyền. Bếp theo dây chuyền là bếp sao nè? Là ý tưởng này thông thường người ta sẽ làm cho các nhà hàng phục vụ với số ít các món ăn đồ thực đơn, tức là dạng bán nhanh nha mấy em. Và chuẩn bị món ăn theo dây chuyền này là sự lựa chọn các nhà hàng bán món ăn hoặc hấp thuốc đó. Đây là hình ảnh nè, hình ảnh cho nhà bếp làm fast food rất nhanh ha. Rồi sang mô hình thứ hai là mô hình bếp tiện dụng. Thì bếp tiện dụng nè, bếp tiện dụng là một cái bếp là sẽ được tùy chỉnh làm sao mà nấu ăn cho nhanh nhất và bất kể là hiệu suất năng lượng trong nhà bếp làm sao mà nó xài ở mức thấp nhất, tức là cái gì nó cũng nhanh mà phải nấu được nhiều đúng không em.
Ví dụ như tủ lạnh của nó cũng phải đủ lớn, à, lò nấu, lò chiên cũng phải lớn. Ví dụ như là khu vực nấu nấu cơm đi, thì nó sẽ xài sang cái tủ tủ hấp cơm, thay vì nhà mình là xài nào cũng điện ha. Thì ở cái bếp tiện dụng này á, nó sẽ sử dụng cả nguyên một cái tủ hấp cơm. Và cái tủ hấp cơm này nè, là nó sẽ hấp được một lúc là có thể là 20 kg tới 30 kg gạo cho một lúc giống em. So với nồi cơm nhà mình là mình nấu thì 3 kg 4 kg là nó lớn lắm rồi ha. Còn trong nhà hàng à, để mà tiện dụng thì một lúc nó nấu được mấy chục ký. Rồi chúng ta sang phần mô hình bếp dạng số 3. Mô hình bếp này là mô hình bếp làm theo khu vực. Thì với mô hình này thì nhà bếp sẽ được bố trí theo từng khu vực. Thì theo đó thiết bị được sử dụng tương ứng phục vụ công việc cho từng khu vực bố trí tại khu vực đó, nhằm đảm bảo là năng suất lao động cao. Tức là khu vực này em là mỗi một khu là nó có cả một cái tổ chức của khu đó, cả một tổ của khu đó. Thì ví dụ nha, khu chế biến là chúng ta cũng phải có một tổ của chế biến, hay còn gọi là nấu á. Rồi khu vực mà sơ chế cần cả một tổ, là nơi đây là cũng cả khoảng 4-5 người dành cho khu vực sơ chế. Thì nghĩ tới việc này là nói là cái bếp này nó phải lớn đúng không em? Rồi đây là hình ảnh diễn giải về quy trình hoạt động của một cái bếp. Dù rằng là chúng ta thiết kế bếp dạng gì ha, nhưng nó vẫn thể hiện theo được cái quy trình hoạt động của nhà bếp. Thầy cần mấy bạn vẽ cái hình đi vào nè. Hoặc là mấy em có thể chụp hình xong rồi vẽ lại nha. Để chi? Chúng ta sau này chúng ta sẽ nhớ tới để mà chúng ta khi còn thiết kế hay vẽ một sơ đồ làm việc á cho nhà bếp á, chúng ta sẽ nghĩ tới những cái việc này. Và cái hình này nó diễn giải về quy trình hoạt động của bếp, hoạt động theo quy trình bếp một chiều đó mấy em. Em thấy không? Đầu tiên là chúng ta có khu vực nhận hàng nè. À, thay đồ chứ. Thay đồ xong rồi vào nhà bếp nè. Là khu sơ chế nè, nhận hàng nè. À, nhận hàng xong rồi sơ chế nè. Đó, rửa và đưa vào kho khô, kho lạnh. À, tiếp theo là chúng ta đưa qua khu vực nấu nướng, nấu chín xong chúng ta đưa qua khu vực gọi là ra thức ăn, là thức ăn. Và tiếp theo là khu vực chia sọn ha, chia sọn trang trí gì đó. Kế tiếp là chúng ta đưa ra phục vụ nhà hàng, ăn xong rồi chúng ta đưa qua thu dọn nè, vận chuyển đi lên qua lại khu rửa. Và trong cái hình này là mấy em thấy lưu ý nè, có cái chỗ mà để chữ là cái tủ á, nó ghi là sấy tiệt trùng á. Bạn nào cho thầy hỏi mục đích của để cái chỗ này là nó diễn giải về việc gì ạ? Thấy không? Nó đang chỉ cái mũi tên hình cái dĩa và cái tủ sấy tiệt trùng, mục đích để làm gì mấy em? Bạn nào nói cho thầy nghe ý nghĩa của việc này ạ? Những cái khu mà khu chia sọn á. Thưa thầy là mình rửa xong rồi mình tái lại một lần để chén đĩa sạch rồi ra món cho khách. Ok, thì cảm ơn em. Câu trả lời em là gần đúng ha, gần đúng nhất. Mục đích của cái tủ này nè mấy em, đó, chức năng của nó là sấy cái dĩa của mình nó khô và nóng dĩa. Thứ hai, nó diệt vi khuẩn và khử mùi thực phẩm. Chẳng hạn như khi chúng ta mà rửa dĩa mấy em, thường thường nó hay để lại cái mùi gì? Nếu mà rửa mà không sạch lắm đó, thì nó để lại cái mùi thức ăn hoặc là mùi tanh của thức ăn dính trên đó.
thì thông qua cái tủ sấy tiệt trùng này nè, thông thường những cái nhà hàng lớn em ha, họ sấy dĩa này cho nó nóng lên, nóng lên, thứ nhất là khử mùi tanh của dĩa, thứ hai là khi cái dĩa nóng lên nè, chúng ta để thức ăn lên đây nè, chúng ta ăn á, thì nó sẽ giữ nóng thức ăn và ăn lâu nó sẽ ngon hơn ha. Thì đối với người nước ngoài mấy em, ăn cách ăn của họ khác với người Việt, là người Việt mình ăn là tất cả các món ăn là dọn ra một lúc đúng nè, còn đối với người nước ngoài là họ thức ăn họ sẽ chia theo ba cót, thì gọi đó là ba phần nha. Đầu tiên là ăn khai vị, ăn khai vị xong rồi chúng ta dọn sạch sẽ rồi chúng ta sẽ ra ăn món chính, ăn món chính xong rồi mình dọn sạch sẽ mình ăn tiếp món tráng miệng ha. Thì mỗi công đoạn này nè, họ vừa ăn vừa nói chuyện nó lâu lắm em, mất cái công đoạn nó mất lâu lắm, không phải giống như mình là mình ăn ào ào, ào xong cái mình lưng ha. Còn người nước ngoài ăn rồi là được hiểu một cái mũi ăn của nó là gọi là thưởng thức ha. Cho nên là món ăn mà được phục vụ theo mình để nướng cái dĩa gì nè, thì thức ăn để lên nó nóng lâu hơn. Ví dụ như món cá chiên, cá nướng đi, mà chúng ta được phục vụ cho dĩa nóng em, thì ăn á, chúng ta nói chuyện lâu như vậy á, món ăn dĩa nóng lâu luôn. Đây là cách làm, cách ăn của người nước ngoài cũng khá là hay. Còn ở thầy thấy mỗi lần thầy đi về miền Tây thì chơi, thầy thấy mỗi người người ta mỗi lần nhà có tiệc xong á, rửa chén xong á, thì thầy thấy là người ta rửa xong rồi ốp trên thống chén, mà thông thường cái thống chén nó nằm ngoài chợ nha. Và có tác dụng là gì, người ta phơi nắng đó, phơi nắng cho nó nóng rồi nó chết vi khuẩn. Nhưng mà nó chỉ là mình hiểu theo đúng như vậy là cho nó khô thôi, nhưng mà thật ra đối với nhà hàng như vậy là bị sai chúng em. Khi chúng ta phơi chén dĩa ở ngoài môi trường bên ngoài ha, thì nó sẽ dễ nhiều vi khuẩn bám mũi vào đây, mũi nó bay vào, nó còn nguy hiểm hơn ha. Rồi, đây là hình ảnh dành cho cái mô hình bếp tiện lợi, thấy không? Đây là cái nhà bếp rất là được thiết kế, rất là hiện đại ha. Rồi, chúng ta sang mô hình bếp tiếp theo, là mô hình bếp được thiết kế theo dạng kiểu đảo. Hồi nãy thầy có hỏi với em rồi, kiểu đảo hay gọi là kiểu ốc đảo. Thì với dạng mô hình bếp này, bố trí giống theo kiểu là khu vực vựa, hoặc là nhưng có sự khác biệt là giữa nấu, ở đây là chúng ta nấu tập trung vào chính giữa. Thì các khu mà vực sơ chế hay là soạn kia hay dọn giữa, thì nó sẽ được tập trung dọc theo tường nhà mình ha. Tức là những cái khu vực đó xung quanh, còn nhà bếp thì nấu chính giữa. Đây hình ảnh nè, thầy cho em xem cái hình. Tất cả các thiết bị nấu nó đều nằm chính giữa, còn khu vực mà soạn kia hay là rửa hay là cắt thái nó đều nằm xung quanh cái bếp này ha. Và những nhân viên bên xung quanh đó là nhân viên là gọi là sơ chế hay là rửa hay cắt thái thôi, còn nhân viên nấu là sẽ dồn chính giữa hết. Mấy bạn từng thấy cái bếp chùa mình chưa nè? Bếp chùa mình nằm khu vực nào mấy bạn biết không? Có ai từng thấy bếp của trường mình à? Dạ, ở lầu 1 bên khoa lữ hành đó thầy. Lầu 1 khoa lữ hành. Khoa lữ hành không có nhập. Cái hướng mà ngay bãi giữ xe L101 hả thầy? K101. K, dạ. Đó là khu vực bếp nóng của trường mình đó. Thì thầy nghĩ mấy em đi nghe có thể nhìn vô mà đúng không? Thì cái bếp của trường mình á, là thiết kế theo dạng kiểu đảo đó mấy em. Thì như kiểu này nè. Nhưng mà trường mình là dạng thiết kế này, kiểu này là dạng cho học viên. Là chúng ta sẽ phân ra hai bên giống bếp này nha. Một bên là chúng ta dạy nấu món Á. Nhóm bên kia chúng ta dạy nấu món Âu. Nhưng mà thiết kế của nó là vẫn thuộc thiết kế bếp một chiều dạng kiểu đảo.
Thì khi như vậy á, thì đối với giảng dạy á, thì sẽ thuận tiện hơn cho giảng viên và các học viên xung quanh đều nhìn được. À, bạn hãy đứng bên kia, bạn nhìn về, bạn thấy. Bạn đứng bên đây nhìn qua. Thì tất cả các học viên đều thấy được cái người nấu nướng. À. Và cái kiểu này là kiểu nấu rất là nhanh giống em. Nhanh. Bài tập này là cần phải có nhóm mới làm được. Cho nên là cái việc này chúng ta chưa có tạo nhóm nên thầy chưa cho em làm bài tập dạng này. Rồi. Bài này chúng ta sẽ dừng tại đây. Và chúng ta nghỉ giải lao chút xíu mấy em. Để mình sang học chương 2 nha. Mấy em có 5 phút giải lao đi. Bây giờ thôi thầy cho mấy em 10 phút giải lao á. Bây giờ là 6 giờ 40. Ha. Rồi, 6 giờ 50 mình sẽ học tiếp. Chương 2. Thank you.
Rồi, mình học tiếp nha lớp. Dạ thầy. Mấy em thấy thầy chưa? Dạ thấy thầy ạ. Thấy rồi hả? Bữa nay là không có mạng gặp trần nữa phải không? Nãy giờ rồi, mấy em... Rồi rồi, ok mấy em. Rồi, chương 2. Chương 2 là bài học, bài học nói về lập kế hoạch cho hoạt động chế biến và sản xuất. Chương này là chương trọng tâm của bài nha mấy em, cố gắng nha. Vì cái phần thi trắc nghiệm kể cả tự luận ha, nó đều dính trong cái phần chương này nhiều hơn. Rồi chúng ta sang phần giới thiệu chung. Quản lý bộ phận chế biến món ăn là mình được hiểu là bộ phận bếp ha, là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực, tài chính, hiệu quả, đạt đến mục đích của bộ phận bếp. Về tính chất của việc quản lý này là mình bao hàm luôn tính khoa học và tính nghệ thuật. Tức là cái người làm bếp ở đây là không những nấu nướng món ăn ngon mà phải thể hiện được việc điều hành, quản lý con người, quản lý chi phí, quản lý thực phẩm vân vân. Làm sao mà cho một cái nhà bếp hoạt động ở mức gọi là ổn định, chi phí thấp, làm việc nhanh gọn lẹ. Về chức năng của bộ phận quản lý bếp thì chúng ta có những cái việc sau đây. Đầu tiên là hoạch định. Thì người quản lý bếp phải hoạch định được kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. Còn về tổ chức là sản xuất và chế biến món ăn, tổ chức nhân sự, tổ chức quản lý tài chính và lãnh đạo. Lãnh đạo đây là trưởng bộ phận, các trưởng bộ phận trong khâu làm bếp nha mấy em. Chức năng của bộ phận quản lý bếp là chức năng của nó là đánh giá và kiểm tra. Kiểm tra về cái gì? Kiểm tra về chất lượng món ăn nè, tức là các món ăn ra, nấu nướng ra là phải được kiểm tra là vệ sinh, mùi vị, khẩu vị, trình bày. Và kiểm tra về hiệu quả làm việc của từng nhân viên bếp. Tiếp theo là mình đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất của bộ phận bếp. Và mình đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên. Rồi chúng ta sang phần 2.2. Lập kế hoạch thực đơn và thống kê thực đơn. Chúng ta sang phần 2.2.1, ý nghĩa của thực đơn. Thực đơn mình được hiểu đó là một cái phương tiện giao tiếp để thông báo cho khách hàng biết là nhà mình phục vụ những gì. Thực đơn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc kinh doanh của nhà hàng và là công việc quan trọng nhất của người quan trọng. Ở đây là bếp trưởng nha mấy em. Một người mà làm được thực đơn là phải hiểu được tất cả các phương pháp chế biến. Tức là am tường nha mấy em. Am tường các phương pháp chế biến và các mạng ẩm thực. Ví dụ như đối với người bếp trưởng bếp Việt đi mấy em. Là bạn phải am tường về ẩm thực Việt. Bắc, Trung, Nam. Thì bạn để mà am tường là bạn phải hiểu được khẩu vị,
vùng miền, những món ăn đặc sản của vùng miền, và chúng ta ra được nhiều thực đơn trong đầu. Còn ý nghĩa thực đơn đối với người làm bếp thì sao đây? Thì nhân viên bếp cần được biết và được huấn luyện để chuẩn bị dưới món ăn theo thực đơn của bếp trưởng và công thức bếp trưởng đưa ra. Mục đích là cái người làm bếp này phải làm sao và nấu được món ăn nhanh nhất và tốt nhất cho khách hàng. Còn về khẩu vị là bếp trưởng đưa ra cái vị chuẩn như thế nào là nhân viên đi theo. Không phải là cái việc mà mọi người không biết quán là sáng mình lỡ ăn cái món đó một vị, chiều lại cũng cái quán đó mình ăn một vị khác là không được, em. Cho nên là phải thống nhất được cái việc là công thức chế biến món ăn và trình bày. Thì khi yêu cầu thực đơn thì mình xây dựng như sau đây. Thứ nhất là trong cái thực đơn của mình em là nó phải đầy đủ về số lượng sản phẩm cho khách hàng, tức là trong cái thực đơn của mình đó nó có nhiều loại thực phẩm trong đó, thịt, cá, rau, củ quả, trứng, sữa, nói chung là vân vân và vân vân ha. Tức là trong cái thực đơn đó, nó phải đủ nhóm thực phẩm và đáp ứng đúng về tỷ lệ và hàm lượng dinh dưỡng theo từng nhu cầu phục vụ. Tức là cái món ăn đó phải vừa phải hay là ít hay là nhiều như thế nào mà phải phù hợp với khẩu phần ăn thực diễn món ăn đó. Và đảm bảo về yêu cầu cơ sở vật chất và kỹ thuật chế biến. Tức là gì đây em? Trong một cái nhà bếp nó phải đủ cái dụng cụ và nguyên liệu để chế biến món ăn đó nhằm mục đích là phục vụ nhanh nhất. Thầy từng gặp những quán ăn của em vô order một món cả một tiếng chưa xong. Không phải là người bếp làm chậm nha mấy em, không phải người bếp làm chậm, mà là do cái thiết kế bếp này nó không ổn, nó quá nhỏ và các dụng cụ nấu của nó không đạt chuẩn, dẫn đến là cái bài toán mà khách đông một lúc mấy bạn làm không kịp. Và yêu cầu tiếp theo khi xây dựng thực đơn là phải chủ động nguồn cung ứng nguyên vật liệu. Đây là cái bài toán mà dành cho những người mà làm bếp mà khi không am tường được về cái thực phẩm mình này. Tức là chúng ta lên cái thực đơn ra cho nhà hàng mình là chúng ta phải nhắm được là cái khả năng cung cấp thực phẩm của địa phương đó nó có đáp ứng được cái nguồn hàng đó hay không. Thì ví dụ ha, ví dụ như là bạn ở một cái miền Tây đi, miền Tây, bạn làm cái nhà hàng gọi ra thực đơn, mà bạn ra quá trời món trên đó, nhưng về nguyên liệu tại vùng đó có những cái nó không có, chúng ta đi mua thứ nhất là phải đi xa mua, ha. Và thứ hai là nó sẽ khó khăn về việc vận chuyển và chi phí vận chuyển và bảo quản, thì dẫn đến nguồn hàng của mình nó không ổn định. Thứ hai là về giá cả, dẫn đến là rất khó khăn trong việc xây dựng thực đơn nếu như chúng ta bán và thực tế hoặc là quá đắt thì cung cấp không kịp. Và yếu tố tiếp theo là khi xây dựng thực đơn này là phải nhắm tới cái việc mà khả năng thanh toán của khách hàng. Tức là gì? Khi xây dựng thực đơn là chúng ta phải đi khảo sát cái vùng đó, là chúng ta phân khúc khách hàng, là chúng ta ra thực đơn này là phù hợp với đối tượng nào. Ví dụ như thầy muốn mở quán ăn ha, thầy bán thì thầy nhắm tới đối tượng là sinh viên đi, thầy mở quán ăn thì đầu tiên là thầy phải đi khảo sát về cái nhu cầu sử dụng thực phẩm ăn uống của sở thích của sinh viên là gì, và yếu tố mà thầy cần quan tâm nhất là gì em, cái khả năng trả tiền của mấy bạn ha. Thì đối với những bạn mà tin có tiền á, thì những món ăn là chừng vài ba chục thì các bạn ăn thường xuyên, nhưng bây giờ thầy ra giá mắc quá thì thầy không bán được tông ha. Thì như vậy rất khó cạnh tranh, và sinh viên thì làm như vậy chúng ta sẽ không phục vụ được và chúng ta sẽ thua đó ha.
cho nên là phải đi khảo sát rất kỹ. Rồi tiếp theo là đáp ứng được nhu cầu về nhân sự và chuyên môn. Thì đối với thực đơn thì chúng ta ra thực đơn sẽ có món Âu, món Á, món Việt. Thì về nhân sự thì chúng ta phải tuyển người làm việc theo ẩm thực đó, chứ đừng nên là tuyển một cái người mà nấu mà không có chuẩn lắm em, mà cái gì cũng biết nấu thì dẫn đến họ không có những món ngon nhất của họ. Rồi thực đơn thì phải được lập trước, vì nó cần phải xem xét đến sở thích của khách hàng và sự ảnh hưởng của bữa ăn đến khách hàng. Cho nên là thông thường một cái quán ăn mà được đưa ra vận hành mà chạy á, thì người ta sẽ đưa người bếp về nấu nướng, ăn thử, test vài lần. Có những nhà hàng chuẩn lắm em, người ta muốn bếp trước tới nửa năm và về làm thực đơn và nấu nướng ăn thử và tập vận hành làm sao cho trôi chạy nhất. Sau nửa năm ha, họ mới đưa vào nhà hàng hoạt động. Thì khi mà chúng ta làm chuẩn như vậy á, thì những ngày đầu tiên mà khi chúng ta thành lập đó, thì khách đông chúng ta không có bỡ ngỡ và vụ rất là nhanh. Có những quán á, khi mà người ta làm gấp quá, thực đơn không xây dựng kịp em, khi đến chừng mà bán lên có những bạn chưa được training kỹ á, là không biết trong món ăn nó có cái gì, phục vụ như sao, nước chấm như thế nào, dụng cụ như sao, và dẫn đến việc là khách hàng thằng nàng về việc là phục vụ chậm, món ăn dở, hoặc là nhân viên thiếu chuyên môn. Thì việc lập kế hoạch cũng cho phép là thực đơn được tính giá trước theo mong muốn tỷ lệ lãi của nhà hàng. Tức là gì? Khi chúng ta ra được thực đơn thì chúng ta tính được giá vốn gốc của món ăn nó như thế nào để mình tính lời ha. Và một trong những yếu tố này là những cái bài tập chúng ta sẽ sắp sửa làm đó. Mấy bạn trước đây từng làm bài tập bông thầy bao giờ chưa? Lớp ơi. Em muốn nghe thầy nói không ạ? Dạ nghe rồi. Rồi, trước đây mình từng làm bài tập môn bếp chưa ạ? Dạ hình như là hồi kia em học thầy là có tính cốt một lần đó. Thì học trên lớp á, thì việc tính toán sẽ dễ dàng hơn nha. Còn học online á, là thầy sẽ cho mấy em làm bài tập. Và tại chỗ mấy em sẽ nộp về cho thầy. Ha. Cho nên là có những cái là mấy bạn phải cố gắng nghe, nếu không biết thì là phải hỏi thì liền nha. Để khi mấy bạn là thầy chấm điểm trực tiếp á. Thì thực đơn khi lập á, thì mình cần tính toán đến các yếu tố và thiết bị dụng cụ làm sao phù hợp với công năng ha. Là khi mà trên thực đơn bạn đưa ra, khi thực đơn bạn đưa ra đó, thì bạn sẽ tính được là những cái món ăn này sử dụng là dụng cụ nào. Thì ví dụ nha, cái món này là chúng ta nướng hay chiên hay xào hay luộc, thì chúng ta phải tính yếu tố thiết bị của nó là mình nấu nhiều hay ít nha. Để phục vụ cho công năng, đây là thầy đang nói là nấu nhiều hay nấu ít đó. Nha. Và diện tích bếp thì đối với cái việc này á, thì chúng ta làm được tốt á, thì chúng ta phải ưu tiên mặt bằng lớn, đáp ứng được cái công việc về chuẩn bị thực phẩm. Và đây là vấn đề mà thầy nói là cốt lõi quan trọng trong quá trình chế biến phục vụ khách. Thì trong cái phần mà yêu cầu xây dựng thực đơn á, mà ra được món, thì bếp trưởng phải làm sao tuyển dụng được những nhân viên có kinh nghiệm chế biến món ăn theo sở trường của họ. Đừng đừng
bếp trưởng đừng đưa những món ăn mà quá khó vào thực đơn mà khả năng chế biến của những đầu bếp em không đáp ứng được nha. À, nếu như mà bếp trưởng mà làm cái việc quá khó thì vô tình tự làm khó bếp trưởng ấy. Cho nên là xây dựng thực đơn là phải dựa vào trình độ và những ưu điểm của từng nhân viên mà chúng ta đưa ra cho nó tối ưu nhất. Tức là sao? Thầy đang nói về khẩu vị mấy em. Có những bạn giỏi về những món nấu nước lèo, có những bạn giỏi về những món nước chấm, có những bạn có kỹ năng giỏi về cách thái hay là tỉa củ. À, thì chúng ta đưa ra những dạng đơn mà phù hợp với từng điểm mạnh từng người ấy, thì cái bếp nó sẽ vận hành tốt hơn. Và sau đây là những điều cần lưu ý khi thực đơn và chữ nguyên liệu. Trước tiên là chúng ta phải tính được lãi suất thích hợp với các món ăn và các nhóm món ăn. Và tính toán đầy đủ các khoản chi phí. Tiếp theo là đảm bảo được định lượng món ăn và cân đối chất dinh dưỡng. Rồi thầy giải thích về cái phần này chút xíu nha. Tức là đảm bảo lãi suất thích hợp với món ăn và nhóm món ăn. Thì với món ăn đây đó, thì nói là những món ăn giá trị thấp hay là những món ăn giá trị cao. Tức là mình ở đây mình được hiểu là những món ăn bình thường nè, những món ăn cao cấp ha, hoặc là những món ăn đặc sản cao cấp. Còn tính toán các khoản chi phí thì trong nhà bếp có khoản chi phí nào các bạn biết không? Những chi phí nào nè? Trước đây thì đã từng giảng rất kỹ những khâu này nè. Tính toán các khoản chi phí trong nhà bếp. Trong nhà bếp có những khoản chi phí nào mấy em? Nếu như chúng ta xây dựng thực đơn mà ra bán bên ngoài mà mình tính không đủ cái khoản chi phí thì là mấy em lỗ mà mấy em không biết đó. Mà một trong những nguyên nhân mà những người mở quán chúng ta không biết chúng ta lỗ từ đâu là do việc chúng ta không tính toán đầy đủ các khoản phí này. Và hai cái khoản phí này là thầy nói nó có liên quan đến một cái toán đó. Mà là nói cho thầy nghe cái phí gì ạ? Chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chính xác. Chi phí cố định là gồm những chi phí gì ạ? Dạ thầy, là chi phí mua các dụng cụ đồ gì ấy thầy. Cái đó là tài sản. Đúng không ạ? Vâng. Tài sản là chi phí cố định. Rồi nó còn cái gì nữa không? Cái gì nó thuộc chi phí cố định nữa? Tiền điện, tiền nước nữa này. Theo em nghĩ là tiền điện, tiền nước là cố định à? Dạ không, tại vì chi phí tiền điện, tiền nước là nó sẽ thay đổi theo cái tháng nó mình xài bao nhiêu nữa, cho nên nó không phải là cố định đó thầy. Vậy tiền điện, tiền nước là chi phí gì? Chi phí biến đổi. Chính xác. Nè, những cái khoản gọi là chi phí cố định ha. Thứ nhất là khấu hao tài sản cố định. Thứ hai là những khoản chi phí là quảng cáo, quản lý,
đúng không? Còn những khoản chi phí gọi là biến đổi đó, là tiền điện, tiền nước, chi phí thực phẩm. Rồi mấy bạn cho thầy hỏi nè, chi phí lương có phải là chi phí cố định hay biến đổi? Chi phí biến đổi thầy ơi. Lương nhân viên đúng không? Cố định thầy ơi. Đi thi mà bạn nào gặp câu này, bạn phân loại chi phí sai, dẫn đến sai nguyên bài nha. À, chi phí lương nhân viên là thuộc chi phí biến đổi nha, không phải cố định nha mấy em. Ví dụ như bạn đi làm có tháng nào còn lãnh lương đúng với nhau không? Chắc chắn không. Có tháng bạn sẽ tăng ca, có tháng bạn sẽ bị trừ tiền này các khoản đúng không? Tiền này tiền nọ. Cho nên là lương của mấy em nó sẽ không cố định nha mấy em. Lương, chi phí lương nó thuộc chi phí biến đổi. Còn chi phí cố định á là, ví dụ như là chi phí mặt bằng đi, là cứ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, thì nó vẫn giữ phí đó, nó không thay đổi theo cái thời gian, thì nó gọi là cố định. Còn lương nhân viên là bạn có thể lên lương này kiểu các kiểu mà đúng không? Cho nên là lương nhân viên á, thì chi phí lương nó thuộc nằm bên nhóm chi phí biến đổi. Và tiêu chí tiếp theo là đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cho các món ăn và cân đối được các dinh dưỡng. Tức là ý đây là nói tới là một dĩa món ăn, chúng ta sẽ phân ra được ba nhóm trên một dĩa món ăn. Ví dụ như là hàm lượng thịt nè, tinh bột nè, rau củ quả, sốt. Thì trên một cái dĩa món ăn đó, tinh bột chiếm bao nhiêu phần trăm, đạm bao nhiêu phần trăm, rau củ quả bao nhiêu phần trăm. Thì cái người bếp phải làm được việc này. Đừng bao giờ đưa một dĩa món ăn ra mà hàm lượng mà tinh bột nhiều hơn là chất đạm là thua nha, thì nó sẽ mất cân xứng, dẫn đến món ăn không hấp dẫn ha. Nếu mà bạn học bên cái món mà gọi là sinh lý dinh dưỡng á, thì cái phần này sẽ được dạy sâu hơn về dinh dưỡng trong một cái món ăn như thế nào là ổn. Giống như một buổi ăn gia đình của mình nè, theo mấy em một buổi ăn gia đình như thế nào gọi là hợp lý? Một trong một buổi ăn của mình á, nó đảm bảo được những yếu tố nào gọi là hợp lý? Và chứa bao nhiêu trọng lượng trong một buổi ăn đối với một người ăn? Các bạn hiểu không thầy không ạ? Trong một buổi ăn gia đình của một người ăn thì hàm lượng dinh dưỡng ở đây như thế nào gọi là hợp lý, và trọng lượng của những cái này chứa khoảng bao nhiêu? Thầy đang nhắm tới đối tượng là mấy em đó, mấy em ăn nhiều hay ít nè. Dạ nhiều thôi. Vậy một trong một buổi ăn của hàm lượng dinh dưỡng của em là như thế nào gọi là hợp lý? Trong một buổi ăn có gì nè? Dạ thầy có. Tức là mấy em đang trong độ tuổi là trưởng thành đó nha. Có gì nè? Cái này em không biết rồi thầy. Buổi ăn gia đình của mình thôi, thầy đang ví dụ cho một cái đơn giản cho mấy bạn dễ dễ đón. Tức là trong buổi ăn của nhà mình nè, ăn cơm trưa đi, mình gồm những nhóm thực phẩm nào không? À, theo em là chất đạm hay là chất xơ? Đạm, xơ. Là... còn lại em không biết rồi. Câu này nó sẽ chính xác hơn ha. Trong một buổi ăn mà gọi là hợp lý trong một buổi ăn gia đình, thầy đang nói là buổi cơm nhà mình đi ha, thì em phải có chất đạm là thịt cá đúng không? Thứ hai là tinh bột là cơm mình ăn đó. Thứ ba là rau củ quả. Thứ tư là sốt. Cũng có thể là trong đó thêm cái phần vô trái cây. Thì trong một buổi ăn của em á, thì người ta tính nha, tính để cho mấy em ăn no á, là vừa thức ăn mà thức uống đối với người
cỡ giống em, giống như là đang là trưởng thành, là tối đa là 500 gram cho một người, vừa thức ăn và thức uống. 500 gram là mình ăn hợp lý và no. Nhưng cái này nó chỉ phù hợp với người Việt chúng ta thôi nha, châu Á thôi. Còn đối với người nước ngoài là họ ăn nhiều lắm á, hơn số này nha. Rồi, tiếp theo. À, trong cái phần mà những điều lưu ý khi xây dựng đơn và dự trữ nguyên liệu này. Đối với tiêu chuẩn ăn cố định mà suất ăn thay đổi thì số lượng suất ăn nó sẽ ít, chi phí phụ nó cao. Do đó chi phí món ăn sẽ giảm. À, thì phía người làm thực đơn nó sẽ ít món, hoặc là họ sẽ làm ra những món ăn rẻ tiền. À, các bạn hiểu ý này không? Đối với tiêu chuẩn ăn cố định mà suất ăn thay đổi, tức là tiêu chuẩn của em ở đây là một buổi ăn đó, làm cơm canh mặn xào trắng miệng á, là đối với một người mà suất ăn tức là gì, số phần ăn của một người, chẳng hạn như một ngày thầy nấu là chẳng hạn như 50 suất đi, và giờ nó có thể là tăng giảm, tức là nó thay đổi chỗ này. Thì giữa món cố định này nè, thì nó sẽ ra được là số lượng suất ăn nó có thể là ít hơn, hoặc là dẫn đến việc là chi phí phụ nó cao là do mình mua cái gì nó cũng nhiều em nha. Hoặc là cái gì mình cũng phải mua, cho nên là mình không có mua được cái một cái gọi là gọn, cái gì mình cũng phải mua. Thì ví dụ nha, một cái món đó bạn nấu cho được 50 suất, nhưng bây giờ bạn bị cắt giảm đi, thì cái món đó bạn phải mua được nhiều lần, bạn phải phục vụ, cho nên là chi phí nó đội lên lắm. Và em chờ thầy một tí nha. Lớp ơi, Lớp ơi, dạ em nghe. À, công việc này thì sorry lớp chút xíu nha. À, chắc khoảng 15 phút nữa là mình muốn kết thúc. Nhưng mà bữa nay bên thầy nó có một cái việc mà nó không như mong muốn á.
Tức là bây giờ bữa nay chỗ phường của thầy mấy em là đang có cái đợt là bắt đi test vaccine đó, test covid đó, và nó nằm ngay cái tổ thầy luôn. Cho nên bây giờ thầy xin nghỉ trước 15 phút nha mấy em. Dạ vâng. Buổi sau á, dạ. Buổi sau mình sẽ học tiếp vô cái phần 2.2.3 này. Ha. Bây giờ thầy tranh thủ thầy đi test cái. Dạ thầy. Lớp nha. Dạ. Dạ. Dạ thầy. Mình kết thúc sớm bữa nay luôn thầy. Rồi là mình kết số 15 phút nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Có điểm danh thầy. À, trong quá trình học, trong quá trình học rồi trong quá trình học là đã có điểm danh rồi nha mấy bạn cứ yên tâm. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn các bạn buổi học hôm nay ha. Chúng ta kết thúc ở đây nha các bạn. Em cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Rồi bye bye mấy em. Dạ chào thầy. Rồi bye bye mấy em.